Chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với Epsilon, và đây là Để Kể Cho Nghe, nơi tóm tắt tất tần tật từng chi tiết của những drama vòng quanh thế giới. Hôm nay á thì thầy sẽ bóc phốt. Bóc phốt? Ai cũng bóc mà. Nhưng mà hôm nay á thầy không phốt một cái công ty bình thường. Thầy phốt một công ty mà phải gọi là có nhiều fan nhất trên thế giới. Phốt Disney. Ở đây có bạn nào là fan Disney giơ tay lên. Trước khi bắt đầu cái câu chuyện ngày hôm nay á, thì cũng phải nói luôn với các bạn là những cái thông tin ngày này á, đều là những thông tin mà gọi là lời đồn thổi, những cái thông tin gọi là dự đoán thuyết âm mưu ở trên mạng thôi, chứ là sẽ không phải là những cái sự thật gì mà ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty Disney hết. Disney vẫn tuyệt vời. Disney vẫn tuyệt vời. Đó. Ê bà, tôi kể bà đừng kể ai nghe nha. Để kể cho nghe. Và để tìm hiểu những thông tin này thì thầy đã sử dụng chiếc Oppo Reno 12 5G mới vừa ra mắt để tìm hiểu những cái thông tin gọi là chấn động của Disney. Phải công nhận là cái em Oppo Reno 12 5G mới ra mắt này quá sức là xịn sò luôn nha. Pin thì 5000mAh nè, RAM thì lên tới 12GB. Thiết kế em này phải nói là quá đẹp, với hai màu là nâu tinh tú. Tôi đang cầm là màu bạc vũ trụ, trời ơi. Mỏng chỉ có 7.55mm thôi, nhẹ 177GB luôn nha. Đặc biệt nhất ở Oppo Reno 12 năm nay là có chức năng nhiếp ảnh gia AI siêu mới luôn. Trời ơi, cái này chụp một tấm hình cho dù cái background nó có tùm lum tùm la, lộn xộn cỡ nào thì mình chỉ cần bấm một nút duy nhất thôi là background sạch sẽ, tấm hình của mình là đẹp lung linh không tì vết, nhìn y như là chụp hình bằng máy chuyên nghiệp vậy đó. Em này đang có mức giá cực kỳ hấp dẫn tại Cellphone S nha, chần chờ gì mà không hốt ngay. Trời ơi, xịn lắm. Câu chuyện đầu tiên, mấy em có biết đó hả, cha đẻ của công ty Disney là ai không? Tên là Walt Disney. Walt Disney. Cái người mà đã sinh ra cái tập đoàn Disney khổng lồ tới bây giờ. Thì ổng nói thẳng ra ổng là cha đẻ của Mickey Mouse luôn. Đó, có rất là nhiều nhân vật là từ bàn tay của ổng mà chắc bút làm ra. Đấy. Và nội cái tên, mấy em tưởng tượng thôi, nguyên một cái tập đoàn công ty khổng lồ Disney mang tên ổng thì cũng hiểu là ổng đã góp phần lớn như thế nào rồi. Và ổng nổi tiếng là một cái người mà có một cái tư duy vượt thời gian, đi trước thời đại. Có một cái lý do tại sao mà những cái tác phẩm của Disney nó tạo được tiếng vang khác với những công ty sản xuất hoạt hình khác là nhờ vào cái tư duy đi trước thời đại của ổng. Nói chung là hồi trước nội cái việc nha, những cái công nghệ mà để cho nhân vật hoạt hình nhép đúng cái tiếng của lời thoại là Disney là một trong những công, là nói thẳng luôn là công ty đầu tiên tiên phong trong cái chuyện đó. Nên là lý do tại sao mà phim hoạt hình Disney nó rất là khác biệt mà nó được nhiều người ưa thích là như vậy. Nhưng mà tại vì ông này ổng có một cái tư duy quá đi trước thời đại đi, nên là ổng áp dụng cái tư duy này không chỉ trong công việc của ổng làm mà cả ở đời sống của ổng nữa. Ổng là nạn nhân của bệnh ung thư. Nên là có vẻ là ổng luôn đau đớn một cái chuyện trong đầu, là ổng biết chắc chắn trong tương lai kiểu gì người ta cũng sẽ có cách chữa được cái bệnh ung thư này. Nhưng mà hiện tại của ổng thì ổng sẽ không bao giờ tiếp cận được với những cái phương thuốc đến từ tương lai. Vậy thì làm sao để ổng lại chữa được cái bệnh cho mình? Nên là một trong những cái thuyết âm mưu nổi tiếng nhất, viral nhất liên quan tới Disney, cả tập đoàn Disney luôn, đó chính là ông Walt Disney thật sự vẫn còn sống. Đây là một cái thuyết âm mưu gọi là gắn liền với Disney trong rất là nhiều năm luôn. Là người ta cho rằng ông Walt Disney này, trước khi mà ông mất, ở những ngày cuối thì ông đã liên hệ với những cái tập đoàn công nghệ lớn và cung cấp cho ông một cái tủ đông, và ông đã gọi là cấp đông cho cái thân xác của ông rồi. Và khi mà ông cấp đông thân xác á, cái mục đích á là để ông giữ cho cái thể xác của ông nó nguyên vẹn tới một cái ngày nào đó trong tương lai. Ví dụ ngày mai ngày mốt đi, mà chúng ta tìm được cái liều thuốc để chữa bệnh ung thư thì sẽ rã đông ổng ra và cho ổng cái thuốc đó để ổng chữa bệnh và ổng tiếp tục cống hiến cho Disney. Mấy bạn biết đóng băng không? Tiếng Anh là gì không? Frozen. Có rất là nhiều năm cái cụm từ Disney Frozen nó gắn liền với cái drama này. Nên nhiều người mới cho rằng lúc bộ phim Frozen ra mắt là để xóa đi cái từ khóa đó. Nói là cái từ Frozen này không phải là cái vụ đó mà là cái tên phim thôi hả? Nhắc tới Disney á thì cái câu chuyện thuyết âm mưu này sẽ là câu chuyện mà nhiều người họ bàn tán nhất, mà có rất là nhiều người có cái niềm tin vào cái câu chuyện này luôn. Một câu hỏi tiếp này cho các bạn. Nhân vật hoạt hình nào là nổi tiếng nhất của Disney? 1, 2, 3 Mickey! Thì vậy nhân vật hoạt hình mà... Nhân vật hoạt hình Mickey Mouse đúng không các bạn? Mickey Mouse. Ai cũng tưởng là Mickey Mouse là cái con nhân vật, cái tác phẩm đầu tiên mà đưa tên tuổi Disney đến với khán giả đại chúng. Nhưng không. Nope. Mời các bạn nhìn
lên màn hình. Nhân vật đầu tiên được Disney sáng tạo là đây. Đây là chú thỏ Oswald. À, người ta vẫn hay gọi là chú thỏ Oswald với lại Mickey á, là hai anh em gọi là cùng cha khác mẹ, ý nói như vậy ha. Sinh đôi khác trứng. Sinh đôi khác trứng. Thì đáng ra, tại vì thực sự khi mà giới thiệu nhân vật Oswald này với khán giả đại chúng thì cái nhân vật này rất là được mọi người yêu thích luôn. Nó không phải là, ý là nhiều người sẽ tưởng tượng là nhiều khi tại giới thiệu nhân vật Oswald này flop nên là mới đưa Mickey ra để chống flop, nhưng mà thật ra là Oswald rất là thành công. Nhưng mà sau đó gặp cái sự tranh cãi về bản quyền đây, thì sau đó ổng mới đưa ra một cái nhân vật tương đương có cùng một cái nét vẽ, thì từ đó Mickey Mouse mới được sinh ra đời. Và một cái lý do nữa để giải thích cho cái sự thành công của Mickey Mouse mà nổi tiếng đến như vậy á, là Mickey Mouse được ra mắt vào cái giai đoạn là năm 1920. Thì ở những cái năm đó là nước Mỹ mới trải qua những cái khủng hoảng về kinh tế, mà Mickey Mouse lại là một nhân vật rất là hay chống lại những cái kẻ bắt nạt người khác đó, bảo vệ những cái điều tốt. Thì từ đó là người Mỹ họ rất là yêu thích Mickey Mouse. Và không thì ở Mỹ giống như là ở Việt Nam mà đi, Mickey Mouse cũng là một cái nhân vật mà được rất là nhiều trẻ em yêu thích. Nhưng mà có một nơi trên thế giới này không yêu thích Mickey Mouse mà lại yêu thích vịt Donald. Đó chính là châu Âu. Wow. Nếu như ở Mỹ Mickey Mouse nổi tiếng là từ cái việc mà nó rất là thích hợp với tâm lý người dân sau khủng hoảng kinh tế, thì ở châu Âu lại ngược lại. Châu Âu là một cái khu vực mà chịu ảnh hưởng rất là nặng của bệnh dịch đen. Mà cái bệnh dịch đen này nó đến từ việc là nhiều bệnh nhân họ tiếp nhận virus từ những con chuột. Bởi vì vậy cái hình tượng con chuột trong mắt người dân châu Âu nó luôn là một cái hình tượng nó không có tích cực. Khi mà người ta nhìn thấy chú vịt Donald á, một cái nhân vật mà gọi là chú vịt Donald, thì có bạn nào theo dõi thì theo mấy các bạn vịt Donald là một nhân vật như nào? Nhìn hơi khờ khờ. Hơi vô tri. Đúng rồi. Đúng rồi, nên là hả, người châu họ rất là thích vịt Donald, tại vì cái tính con người á, cái tính chân thật ở trong vịt Donald nó cao hơn. Nó không phải là một nhân vật gọi là cứ đâm đầu đi theo chính nghĩa mà không biết, không có thể hiện cá tính. Nhưng mà cái vịt ngược lại thì vịt Donald lại là có rất là nhiều cá tính. Và từ đó thì hả, mặc dù Disney nổi tiếng ở tất cả những châu lục khác, nhưng mà ở riêng châu Âu á, thì vịt Donald mới là nhân vật nổi tiếng nhất. Thì vừa rồi là những câu chuyện về hai cái sản phẩm nổi tiếng nhất của Disney đúng không? Mickey nè, vịt Donald nè. Nhưng mà trong những cái loạt phim ảnh, những cái loạt nhân vật, những cái loạt sản phẩm của Disney tạo ra, lâu lâu có những cái sự gọi là không biết có phải lỗi hay không thì các bạn sẽ theo dõi. Nhưng mà hả, có một cái câu chuyện người ta rất là hay thảo luận trên mạng là những bộ phim Disney nó luôn ẩn chứa những câu chuyện 18 cộng. Trong cái quá trình mà những cái nhà gọi là họa sĩ họ làm những cái bộ phim Disney á, thì không biết là cố tình hay là vô tình, khi mà họ cài vào đó những cái tình tiết mà vô cùng 18 cộng luôn. Nhiều khi do người lớn không còn thêm kinh rồi. Ôi thêm kinh hả? À? Đây sáng ơi, nhiều khi do người lớn luôn. Hồi nhỏ coi thấy dễ thương lắm, lớn lên coi thấy nó kỳ kỳ. Bây giờ là... Tại vì người đấy là người Mỹ á. Bây giờ coi thử nha. Các bạn hãy nhìn, đây là cảnh trong phim Lion King, Vua Sư Tử. Những cái đốm đốm, những cái đốm sáng ở trên bầu trời, và các bạn nhìn coi nó làm thành chữ gì. Gì vậy? Chữ sex. À đúng rồi. Ủa, nhìn ra được. Nó làm thành chữ sex nè, S nè, E nè, X nè. Đó. Đây sẽ là một cái minh họa ví dụ cho những cái mà mình chuẩn bị cho các bạn xem thôi. Tại vì có những cái mà gọi là chấn động tới nái luôn á. Bây giờ mình đưa hình xong rồi các bạn chỉ vào điểm kỳ quặc ở trong bức hình nha. Đó rồi. Đây là một cảnh ở trong phim Nàng Tiên Cá. Nàng Tiên Cá là các bạn thấy là cũng gọi là da thịt đồ đó nha. Nhưng mà là nó cái cảnh bất ngờ là nó diễn cái cảnh đám cưới vậy, bạn nhìn coi. Bạn nào chỉ ra được điểm gì khác lạ trong bức hình nè. Chết rồi, mấy đứa mình trong sáng quá. Ê. Cái này á. Cái trong phim có một vài giây thôi. Cái này mà nó kỳ tới nỗi mà nhà sản xuất người ta phải thu hồi và người ta vẽ lại cái chỗ đó luôn. Cái hở. À hình như à ông này là mít mít. Cái quần á hả? Đúng rồi. Cái quần của ông này á bị cộm một cách kỳ lạ nên là hả, sau bên phía nhà sản xuất người ta phải thu hồi và người ta vẽ lại cho nó phẳng luôn. Có cái case nào nó rõ ràng hơn không? Tụi mình trong sáng thôi. Lại tiếp tục với bộ phim Nàng Tiên Cá, thì đây là cái hình ảnh mà được in trên gọi là cái bìa của cái đĩa CD á, mà nó cũng được nhiều người chỉ ra chấn động tới nỗi mà người ta phải thu hồi lại cái những cái đĩa này, người ta làm cái bìa mới luôn. Xin mời các bạn nhìn. Cái này là full hết màn hình đi vậy? Không, ý là
nên người ta đã khoanh vùng cái chỗ mà có vấn đề rồi đó. À thấy rồi, ngay ở giữa kìa. À thấy rồi. Này ghê đúng không? Cái này nhìn là thấy kỳ đúng không? Kỳ mà. Không có chơi đâu, cái này là thiệt đó các bạn. Đó. Bây giờ đây là chiếc poster của phim. Cái này khó nha. Nhưng mà nó rất là hài luôn. Đây là poster của phim Vua Sư Tử. Các bạn nhìn có thấy điều bất thường chưa? Thấy rồi. À. Đây nè, cái mũi. Đó. Cái hình ảnh vừa rồi á là cũng là một cái câu chuyện mà được rất là nhiều người thảo luận khi mà nhắc về Disney, nghĩa là cái sự tà râm ngầm của Disney. Tôi thấy là những cái thông tin này nó không, nó chỉ là bên lề vui vẻ thôi. Đúng rồi. Không hề làm ảnh hưởng tới hình tượng của Disney, góc nhìn về cái gọi là cái tuổi thơ của tụi mình mà xem là rất là thích. Đó, nói chung là tôi thấy là Disney vẫn là một cái tượng đài trong lòng tôi. Không thể nào thiếu. Số ngày này đó là hết rồi. Mọi người nhớ like, share, subscribe cho S Channel. Thật sự là các công chúa Disney có yêu một hoàng tử không? Không! Vậy không có giống nhau luôn á.